bấm lúc đó là tắt á. Không biết. Biết không? Biết, tôi xài đâu rồi. Vậy hả? Ai cho mà xài hay vậy? Con chơi Wi-Fi đâu rồi? Con chơi iPad đâu rồi? Chơi con chơi iPad hình 5.1 á. Mà đã lộn rồi. Đã lộn rồi. Đủ nữa. Sách nổi không ta? Nổi nữa. Rồi ai mua sữa cho uống? Giờ chú đi ra ngoài ngoài đợi con. Vậy hả? Vậy giờ con làm cái đứa này con ra liền. Rồi rồi rồi. Rồi đi đi. Ở đây là tỉnh nào? À, chùa Hàm Sen. Hả? Chùa Hàm Sen. Không, ở đây tỉnh nào á? À, gì đó. Tỉnh nào vậy ta? À, biết rồi. Để... là tỉnh tỉnh rượu đúng không? Đúng đúng. Tỉnh rượu luôn. Tỉnh gì? Cái chùa mình nằm ở trên của xã gì? Xã gì? Xã gì? Tỉnh tỉnh rồi đúng không? Tỉnh rượu. Phải không? Đúng rồi. Yeah. Thấy thương quá à. Con chú tuổi gì chú? Tuổi gì? Tuổi rồng hả? Tuổi rồng là nhiêu ta? Là bốn mấy? Con sinh hả? Sinh năm hả? À. Sinh năm ngày 12 tháng 2. Năm mấy? Năm 2020. Cái gì? Năm 2021. Bảy, bên nay năm nay mới 20 à. Năm nay mới 20, sao sinh 21? Ta sinh năm mấy chứ không phải là năm nay năm mấy? Ừ đúng rồi, năm nay 20. Ủa sao mất cái này vậy ta chú? Cái gì? Cái này nè, cái đạn con nè. Đạn hả? Mẹ mất hết cái này, bữa này mất hết rồi nè. Thôi bữa nào đi, bữa nào lên mua cho. Bữa nào lên mua cho cái súng thiệt nha. Dạ. Súng bắn nước hay là súng bắn đạn? Thôi bắn đạn cũng được, đâu bắn nước đi ha. Súng bắn đạn mà bằng đạn giả, đạn giả. Bị la không? Chắc... bị la không? Không, con xuống nước đi. Xuống nước đi ha. Dạ. Rồi chứ súng đạn bị la chết. Yeah. Ừ. Phải dưới này dân nước ít cho tự ráp. Ai ráp? Con tự ráp. Hay vậy? Hay vậy ta? Sao ráp được cái súng hay vậy? Sao ráp được cái súng mà. Vậy hả? Có chân xe kìa, xe à, xe kìa. Còn làm được cái kiếm nữa. Kiếm đây. Nó sao, nó nhìn thấy thương không? Đây kiếm đây. Rồi bữa nay có đi học không? Dạ không, con chắc sửa đi học rồi. Ủa sao kỳ vậy? Thứ hai tuần sau đi học nữa, không chứ hả? À chết. Yeah.